Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 với nhiều nội dung quan trọng. Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đại sứ nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lâm lần thứ 25. Liên hoan ẩm thực Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024. Hưng Yên đứng thứ 12 chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Chiều nay, tại trụ sở tỉnh ủy diễn ra hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh và hội nghị lần thứ 30 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 để tiến hành một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, đây là hội nghị hết sức quan trọng nhằm ra soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Trong bối cảnh đại hội đảng các cấp sẽ được tổ chức vào năm 2025, việc ra soát bổ sung quy hoạch năm nay cũng nhằm đảm bảo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ sau. Tiếp đó, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 30 tiến hành công tác nhân sự. Đồng chí Lê Quang Hòa, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và được bầu giữ chức danh chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Đồng chí Cao Sáng, phó giám đốc Sở Tài chính được bầu làm ủy viên Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Hội nghị cũng xem xét báo cáo chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cửa An 1, cầu Cửa An 2 và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường DT377 quy hoạch mới. Xem xét báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban thường vụ tỉnh ủy giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thông báo nghị quyết số 1019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15 đối với đại biểu Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Hồng Vận. Nội dung chi tiết của hội nghị sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin được tiếp tục chương trình với thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, ngài Jaya Ratnam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã dành thời gian tiếp đón và làm việc với đoàn. Ngài đại sứ khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore ngày càng được củng cố chặt chẽ. Chuyến thăm lần này, đoàn mong muốn tìm hiểu để có cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển hợp tác về sản phẩm nông sản. Ngài đại sứ bày tỏ sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Singapore, Việt Nam nói chung và Singapore, Hưng Yên nói riêng toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác đào tạo bóng đá. Hiện một số doanh nghiệp Singapore đã đầu tư và đang tìm hiểu đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên. Ngài đại sứ mong muốn tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, hợp tác lâu dài. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Đại sứ quán Singapore. Đồng chí đã giới thiệu khái quát những thế mạnh trong thu hút đầu tư, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển tỉnh Hưng Yên đến năm 2030. Đồng chí đánh giá cao các doanh nghiệp tập đoàn của Singapore đã đầu tư vào Hưng Yên, đồng thời hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tập đoàn của Singapore hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghệ cao tiếp tục đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hưng Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tập đoàn của Singapore tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Singapore và Hưng Yên, đồng thời mong muốn Singapore sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Hưng Yên mở rộng xúc tiến thương mại, xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh vào thị trường Singapore, hợp tác đào tạo lao động chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác đào tạo tài năng bóng đá. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cũng đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Ratnam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải đáp những vấn đề mà ngài đại sứ quan tâm như hạ tầng giao thông, tình hình phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, việc đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khu nhà ở cho công nhân, việc hợp tác đào tạo cầu thủ bóng đá.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đánh giá cao những thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Singapore cũng như những đóng góp của doanh nghiệp Singapore đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay số lượng doanh nghiệp của Singapore đầu tư vào địa bàn tỉnh còn hạn chế. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới, ngài đại sứ sẽ kết nối để các doanh nghiệp của Singapore đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hưng Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư của Singapore đến tìm hiểu cũng như là quá trình sản xuất kinh doanh. Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2024-2029 với 163 đại biểu chính thức. Đây là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh nhằm rút kinh nghiệm cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên lần thứ 16. Dự đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lâm đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện Văn Lâm phát triển bền vững. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra 9 chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện 6 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2024-2029 với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp cụ thể. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Quách Thị Hương yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lâm tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đại đoàn kết, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, khơi dậy phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân, tập trung tham mưu với Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá, giám sát và phản biện xã hội, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận theo hướng trọng dân, gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Sau đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lâm nhanh chóng triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, kịp thời xây dựng và thực hiện tốt chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 47 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Lâm khóa 25 nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương cử 16 vị tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lâm vinh dự được tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay tại Bảo tàng tỉnh đã diễn ra khai mạc Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024. Đến dự liên hoan có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần đầu tiên được tổ chức là hoạt động xúc tiến du lịch tiêu biểu của tỉnh. Trong năm 2024, liên hoan có 60 gian hàng hội tụ gần 100 món ẩm thực nổi tiếng của Hưng Yên xưa và nay. Thì chúng tôi mang những sản phẩm nông sản cũng như là những sản phẩm nông nghiệp của thị xã Nghèo, đó đặc sản là tương bần cũng như là gạo Ngọc Lâm, rồi là các cái sản phẩm nông sản như làng nghề của Hòa Phong. Chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ quảng bá cái hình ảnh cũng như sản phẩm của địa phương đến với nhân dân của tỉnh cũng như cần dân cho cả nước để biết được cái sản phẩm của Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan ẩm thực tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024 không chỉ có những món ngon, những đặc sản của tỉnh Hưng Yên mà còn có sự tham gia của 9 tỉnh thành phố. Và mỗi tỉnh, mỗi thành phố thì đều có những món ngon, những ẩm thực đặc trưng riêng sẽ góp phần mang lại sự phong phú, đa dạng về ẩm thực, phục vụ nhu cầu thưởng thức và mua sắm của các vị du khách đến với kỳ liên hoan. Nghệ An đã mang đến một số cái sản phẩm ô cốp, các kia ấn phẩm, vật phẩm quảng bá về du lịch Nghệ An, và đặc biệt thì trong đó thì Nghệ An cũng đã mời nghệ nhân Phạm Văn Tiến đến để quảng bá một số món ăn tư lưỡn, một đặc sản ẩm thực của xứ Nghệ như là món lươn nướng.
đường om suối hay là súp lươn thì chúng tôi có hai kỳ vọng lớn nhất. Một là thể hiện và thắt chặt cái tinh thần liên kết và gắn kết giữa hai tỉnh với nhau. Với sự phong phú đa dạng của các món ăn mang đậm màu sắc vùng miền đã thu hút nhiều du khách đến với liên hoan. Cùng với đó là sản phẩm có thương hiệu của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh. Lần đầu tiên đến đây thì tôi cũng có cái cảm nhận của cá nhân thì cũng tổ chức quy mô như này là cũng tương đối là hoành tráng. Cái sản phẩm ở đây thì tương đối là đa dạng và ở đây thì tôi cũng có rất nhiều cái sự lựa chọn về các sản phẩm ẩm thực. Bên cạnh đó, liên hoan còn tổ chức hội thi gói bánh chưng, dạ bánh dày, tổ chức lễ dâng hương, dâng bánh chưng, bánh dày tại đền Lạc Long Quân và đền mẫu Âu Cơ nhân ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác như trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên, chương trình nghệ thuật với sự biểu diễn của các nghệ sĩ nhà hát chèo Hưng Yên hứa hẹn sẽ đem lại cho các du khách những trải nghiệm đầy thú vị. Ban tổ chức hy vọng là các tầng lớp nhân dân trên địa bàn của tỉnh Yên cũng như các tỉnh bạn biết đến liên hoan của chúng ta và đến ghé đến các cái gian hàng của chúng ta và cũng như là được thưởng thức các cái món ẩm thực tiêu biểu. Kỳ vọng năm nay thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ đón được khoảng tầm 5 đến 10.000 lượt khách đến với liên hoan lần này. Liên hoan sẽ được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Trong tâm thức và tình cảm của những người dân Việt Nam từ nhiều đời nay, cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ là khởi nguồn của dân tộc. Các vua hùng là những người có công dựng nước. Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi lắng động tinh hoa văn hóa ngàn năm, Phố Hiến Hưng Yên hiện vẫn còn lưu lại nhiều dấu ấn đậm nét là các di tích, lễ hội tiêu biểu, độc đáo liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Có thể kể đến hai di tích tiêu biểu là đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ tại thành phố Hưng Yên. Hướng về ngày Dỗ Tổ, người dân Hưng Yên đã và đang nô nức chảy hội tại hai ngôi đền này. Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân thuộc khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn. Theo văn bia tại đền ghi lại, vào năm 1740, Chúa Trịnh Doanh cầm quân đi dẹp loạn qua khu vực phố Hiến, được Quốc Tổ Lạc Long Quân báo mộng lành rồi bách chiến bách thắng. Nhớ ơn công đức Quốc Tổ, Chúa Trịnh đã cho xây dựng đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đây. Năm 2018, đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân được khởi công phục dựng trên nền móng của ngôi đền cũ. Hiện ngôi đền còn lưu giữ được nhiều hiện vật, đồ thờ tự có giá trị về lịch sử, văn hóa. Lễ hội truyền thống đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công đức của Quốc Tổ Lạc Long Quân. Trong lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như tế lễ, dâng hương và giao lưu văn nghệ. Nhân dân ở đây rất phấn khởi. Mỗi lần mà dỗ tổ như này, toàn bộ nhân dân trong vùng này tổ chức rất nhiều khu để dâng lễ tổ và tổ chức liên hoan vui vẻ. Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân thì hàng năm vẫn được tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày 6 tháng 3 và cái việc tổ chức lễ hội này là một cái dịp mà để gắn kết cái tinh thần đoàn kết của nhân dân trong địa phương cũng như là giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn đối với thế hệ hôm nay và mai sau. Cách đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân chừng 5 km là đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ ở thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường. Với sức sống hơn 1.000 năm tuổi, ngôi đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ và 24 vị quận công có công trợ giúp vua Lê Đại Hành đánh đuổi quân Tống xâm lược, đem lại thái bình cho đất nước, ấm no cho nhân dân. Đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ được khởi công xây dựng năm 981, trùng tu vào đời Nguyễn. Hiện nay ngôi đền vẫn còn khá nguyên vẹn và giữ được nét cổ kính hiếm có. Trong đền còn lưu giữ được một số di vật có giá trị như tượng thờ, châm thư, đại tự, câu đối. Tại đây, cứ vào dịp lễ Dỗ Tổ hàng năm, chính quyền và nhân dân địa phương lại mở lễ hội truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc để tưởng nhớ công ơn to lớn của các bậc thánh nhân. Chúng tôi rất là biết ơn, thành kính dâng lên Quốc Mẫu những lời tốt đẹp để mong là Quốc Mẫu Âu Cơ phù hộ độ trì cho toàn thể nhân dân của Việt Nam chúng ta nói chung và dân của Hưng Yên nói riêng luôn luôn phát triển thịnh vượng và ngày càng tốt đẹp hơn. Rất là vinh dự, tự hào quê hương Hồng Cường đã có đền Quốc Mẫu Âu Cơ để hàng năm tổ chức ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3 để cho du khách thập hương cũng như là toàn thể nhân dân nhớ về cội nguồn.
Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ là nơi để người dân Hưng Yên thành kính tri ân công đức của vua Hùng và các bậc tiền nhân. Tâm thức chung một cội nguồn như mạch ngầm hun đúc là điểm tựa tinh thần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, đưa quê hương tiến bước trên con đường hội nhập và phát triển. Đúng như lời Bác Hồ từng căn dặn, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI là chỉ số dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương về năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công. Năm 2023, tổng điểm chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên là 44,228 điểm, tăng 0,045 điểm so với năm 2022, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh và thành phố, giảm một bậc so với năm 2022, nhưng vẫn thuộc nhóm thứ nhất, nhóm cao của cả nước. Trong đó có 40 nội dung tăng điểm, 40 nội dung giảm điểm so với năm 2022. Cụ thể, các nội dung tăng điểm là chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,455 trên 10 điểm, đứng thứ 7 trên 63 tỉnh thành, tăng 4 bậc so với năm 2022. Chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân đạt 4,401 trên 10 điểm, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành, tăng 20 bậc so với năm 2022. Chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công của tỉnh đạt 7,057 trên 10 điểm, đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành, tăng 4 bậc so với năm 2022. Chỉ số cung ứng dịch vụ công đạt 7,611 trên 10 điểm, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành, tăng 5 bậc so với năm 2022. Các nội dung giảm điểm là chỉ số công khai minh bạch đạt 5,496 trên 10 điểm, đứng thứ 13 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số này đồng thời giảm 0,314 điểm và giảm 6 bậc so với năm 2022. Chỉ số thủ tục hành chính công đạt 7,559 trên 10 điểm, đứng thứ 3 trên 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, chỉ số này đồng thời giảm 0,069 điểm và giảm 1 bậc so với năm 2022. Chỉ số quản trị môi trường đạt 3,427 trên 10 điểm, đứng thứ 32 trên 63 tỉnh thành, tăng 8 bậc so với năm 2022. Tuy nhiên, điểm số của nội dung này vẫn thấp hơn 0,073 điểm so với điểm trung bình cả nước. Chỉ số quản trị điện tử đạt 3,219 trên 10 điểm, đứng thứ 28 trên 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, chỉ số nội dung này đồng thời giảm 0,02 điểm và giảm 15 bậc so với năm 2022. Với mục đích tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, vừa qua tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ và trụ sở Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân huyện Yên Mỹ đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Cầm Đức Trang và Cầm Văn Kỳ đều thường trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và đều là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 18 tháng 12 năm 2013, tại thôn Tổ Hòa, xã Lý Thường Kiệt, Trang và Kỳ có hành vi tàng trữ trái phép 0,170 gram ma túy là heroin bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm 9 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Đình Biên, trú tại thôn Phú Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, ngày 15 tháng 12 năm 2013, tại khu dân cư mới thôn Cát Dương, xã Tống Phan, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang Biên đang tàng trữ trái phép 0,694 gram heroin. Tòa tuyên phạt 6 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Sơn, trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Trương Văn Tuấn, trú tại xã Yên Nghĩa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2024, tại thôn An Lạc, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, Sơn và Tuấn góp tiền mua 2 gam ma túy loại MDMA và 0,855 gam ma túy loại ketamin để sử dụng thì bị phát hiện bắt quả tang. Tòa tuyên phạt Sơn 3 năm 6 tháng tù và Tuấn 2 năm 6 tháng tù. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.